Sau khi đánh một giấc ngủ trưa dậy thì bụng mình đã hơi đà đáo rồi các bạn ạ. Và đây là lúc thích hợp để ăn mì tôm. Ngủ chưa dậy mà ăn mì tôm á, là tuyệt cả là vời luôn. Cho nước vào. Oh no. Chín. Wow. Các bạn ăn mì tôm chiều với mình nha. Ngon á. Ôi ơi, mùi gì thơm thế nhỉ? Hả? À? Em thì ăn cái gì đây? Kéo em mì tôm cho ăn gì? Ừ, chị ăn một miếng. Ok. Tiếp, mua chị chính đây. Đây, ăn đi. Một miếng thôi nha. Ừ, chị biết rồi, chị chỉ ăn một miếng thôi. Chạy em cái bát. Nè, chờ cả đây nữa nha. Chị bảo ăn một miếng mà ăn hết của em rồi. Thì em lấy gì ăn nữa? Tại vì nó ngon quá nên là buồn mồm chị không dừng được nữa. Em không biết đâu, chị trả mì em đi. Được rồi, chị sẽ dẫn mày ra kia. Chị chỉ cho mày cách ăn mì kiểu khác luôn. Đây, chị có một gói mì sẵn rồi. Đi ra đi. Vâng. Đây nha, chị bảo mày này. Đầu tiên là này, bóp ra, bóp ra. Lấy bột canh ra. Rắc lên. Sóc 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 cho đều. Này, em ăn thử đi. Yeah. Đâu em thử đâu. Thì bọn em ăn theo kiểu Úc kia nhiều chán thôi. Giờ bọn em ăn theo phong cách mới. Đến này bốc cho nó nhanh, nó mới ngon chứ. Yeah. Nhưng mà chị làm tôi hết của em rồi. Lấy gì mà ăn nữa. À, bây giờ là hai đứa ăn mì tôm à. Chị lại cứ tưởng ăn cái gì ngon lắm cơ. Ăn mì tôm á, có nhiều cách ăn lắm. Không còn chỉ một hai cách đấy đâu. À này, chị bảo hay là để chị đầu tư mì tôm nhá. Ba chị em mình thi nấu đồ ăn và tư mì tôm. Chơi luôn. Xem ai sáng tạo ra nhiều món ăn tư mì tôm nhất. Đấy, thì từ đó là ăn mì tôm có thể ăn được với nhiều kiểu khác nhau ấy, không những là chỉ ăn sống với ăn Úc như bình thường hai đứa ăn. Ok luôn. Rồi nha, bây giờ ba chị em mình sẽ toàn tù xì xem ai là người được chọn món đầu tiên. Đấy, bây giờ mấy đứa sẽ nghĩ trong đầu là mình sẽ nấu món gì trước đi. Sau đó ấy, thì mà ai là người thắng đi thì sẽ được nói món đó. Người hai người còn lại thì không được làm chung cái món của người thắng nữa chưa? Ok. Quán tù xì ta đi. Mình thua rồi, mình là người chọn món cuối cùng. Ai đến mình và Thùy đây. Quán tú gì ra cái gì ra cái này. Đây, em là món đầu tiên. Rồi, thế em định nấu món gì với mì tôm? Em sẽ làm món khoai tây mì tôm. Yeah. Khoai tây mì tôm á? Chưa nghe bao giờ. Khoai tây nấu với mì tôm liệu có ăn được không hả Thùy? Ừ, chị nghi đó. Nhưng mà kệ. Để tí cho các bạn chấm điểm xem món ăn của ai sáng tạo mì tôm ngon nhất nhé. Rồi, giờ đến lượt chị. Để chị nấu món gì mà nó phải độc đáo một chút cơ. Chị sẽ nấu món mì tôm. Ờ, lạ đi nhỉ. Cái mì tôm này nó mà chẳng là mì tôm rồi. Thì chị nấu mì tôm không à? Hay là Úc mì tôm? Không, vừa một chút thôi. Chị sẽ nấu một món mà nó kiểu hơi châu Mỹ, châu Âu ấy. Việt Nam nhưng mà châu Mỹ, châu Âu. Đó chính là món tôm mì tôm. Chị nấu cái món gì mà nó lạ thế? Ờ, thế còn em nấu món gì? Em à, em sẽ làm món pizza mì tôm. Em đã thấy sang chảnh chưa? Yeah. Bạn nào là fan của pizza nha thì hãy bình chọn cho mình nha. Ok, vậy là ba người đã có món rồi. Bây giờ ba chị em mình sẽ bắt đầu đi nấu và thử thách xem ai là người nấu với mì tôm ngon nhất nha. Đi, đi thôi. Mình bổ khoai tây để luộc cho nên này các bạn ạ. Rồi mình sẽ cho khoai tây vào nha. Chính để làm món mì tôm tôm của mình. Đấy, đây là những con tôm còn tươi nguyên. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ ra nha. Đã nói tôm đã ngon rồi ấy. Này còn kết hợp với mì tôm nó chỉ bao ngon. Món này mình thắng là cái chắc rồi. Xong một chú mình để lại cái đầu cho nó đẹp các bạn ạ. Cái món mì tôm pizza của mình thì trước tiên mình sẽ bóp nát, rồi mình sẽ cho vào nấu chín nha các bạn. Bóp nó thành nát ra thì nó mới càng dính vào nhau.
Thôi tí nữa nó sôi thì mình sẽ thả vào cho nó chín. Giờ nước đã sôi rồi mình sẽ đổ mì tôm vào nha. Đấy, mình sẽ nấu lên, tí chín rồi mình sẽ vớt ra. Trong lúc chờ mì tôm chín thì mình sẽ thái xúc xích nha. Mì tôm chín rồi, giờ mình sẽ đổ mì tôm ra nha. Đấy. Rồi, mình để cho nó ráo nước. Rồi, món của mình thì cũng phải cần có nguyên liệu chính, đó chính là mì tôm. Bây giờ mình sẽ trần qua mì tôm rồi mình sẽ quấn vào con tôm các bạn ạ. Đây. Và tôm đã chín, giờ mình bắt ra nha. Đấy, vào đây. Giờ mình sẽ đổ ra khoáng để nghiền nát ra. Giờ mình sẽ dùng thìa để nghiền nát khoai tây ra nha. Giờ mình sẽ thái hành ra nha các bạn. Thái càng nhỏ thì nó sẽ càng ngon. Giờ mình sẽ cho hành vào. Wow! Wow! Rồi. Rồi. Đập trứng. Đấy. Đấy. Mình sẽ dùng luôn cái gói nó bị chuẩn bị to này. Mình không có cái đánh trứng, mình chơi đũa mình đảo vậy. Mệt quá. Ai bảo làm cái món đấy không làm. Giờ ơi, làm cái món này cho mệt ra nhìn đã thấy kinh dị rồi. Biết có già cái gì không đã. Người ta bảo là phải khổ luyện thì mới thành tài, phải chịu khó thì mới có món ngon. Sau rồi 7:49 giờ nhào thì bây giờ mình sẽ cho bột mì vào nha. Ok. Giờ sẽ trộn lên tiếp. Trộn cho tới khi nào bột mì với khoai tây nó hòa lẫn vào nhau đi thôi. Rồi bây giờ là đến công đoạn đòi hỏi sự khéo tay đây. Đấy, đó chính là quấn cái mì tôm này vào cái con tôm này các bạn. Quấn làm sao cho nó kín kín mà là được. Từ con tôm nhỏ thành con tôm to luôn. Nó bị ảo chứ. Rồi, giờ mình sẽ nặn thành viên nha. Đây. Viên. Hai viên. Giờ mình sẽ cho mấy viên này vào lăn nha. Lăn mì tôm xong mình sẽ mang đi chiên. Giờ mình sẽ cho vào chiên nha. Ba chị em mình vừa mới chạy mưa xong. Bây giờ mình nấu được. Bây giờ mình mới nấu món của mình, đó chính là tôm chiên. Bây giờ mình sẽ chiên cái đĩa tôm này của mình lên. Rồi. Đã cuộn hết mì tôm rồi, bây giờ sẽ chiên giòn vàng lên nhá. Lên trên này nha các bạn. Dở lên xong rồi đặt nó xuống là nó dính vào rồi. Xong, vậy là món tôm chiên mì tôm của mình đã xong. Yeah. Ô, thơm lừng đi. Rồi, pizza chín, giờ mình sẽ cho ra đĩa nha các bạn. Wow. Yeah. Wow. Mình sẽ mời đến đây một vị giám khảo đến để chấm điểm xem là món ăn của ai là ngon nhất nhá. Xin mời ban giám khảo. À, ui giời ơi, ông này đi chuẩn bị đây. Thôi, đây 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 đây. À, quá quá là. Đây quá rồi. Rồi. Hôm nay bọn em đã cất công chuẩn bị ba món liên quan đến mì tôm. Bây giờ anh chấm điểm xem ba cái đồ ăn vặt này, đồ ăn vặt nào mà ngon nhất. Món đầu tiên chính là món anh ăn đi, cầm cái giới thiệu. Có nhìn quá. Thì ngồi dậy. Trời ơi, mời được cái ông ban giám ban bánh khảo này là màu quá bạn ạ. Anh chấm cho nên bọn em không bảo đâu là cái món ăn của ai đâu, nên là anh cứ chấm ai món ăn ngon nhất thì anh bảo.
xong là anh bảo các bạn bình chọn cho bọn em nữa. Ngồi rồi chấm điểm nha. Nhanh anh ơi, mưa to rồi anh ơi. Cái món đầu tiên đi chứ hả? Đẹp đấy. Cái món thứ hai cũng đẹp. Món thứ ba cũng đẹp luôn. Bây giờ Ngộ ăn thử cái món này trước đi. Đây là cái món, cái cục gì đây chứ hả? Các nỉ có biết món này là món gì không? Không anh ơi. Không. Hả? Các nỉ nào mà các nỉ không biết nữa, Ngộ sao biết được? Em bảo là không cần anh phải nói gì nhiều, anh chỉ cần chấm cái món nào ngon nhất là được thế thôi. Ok, thế để Ngộ ăn thử. Ngộ chấm cái tương ớt cái cà. Anh phải biết là món này là món gì, làm từ cái gì chứ. Không biết còn hỏi người ta. Món này có vị mùi của mì tôm. Ồ, thấy có vị mùi của mì tôm. Trời đất ơi, thế chỉ có mì tôm thôi à? Chả là món ăn từ mì tôm, chả mùi từ mì tôm rồi. Anh có biết chấm không để bọn em vào tự ăn này? Các nghĩ cứ bình tĩnh để Ngộ chấm ra cái coi. Khoai tây cũng rất là vừa mồm. Món này Ngộ chấm cho 9 điểm. Rồi, cái mà nát mấy cái một này đi bây giờ. Cái cục mì tôm bào khoai tây này Ngộ chấm cho 9 điểm. Tiếp. Biết đâu anh Thái thang điểm của anh Thái lại từ 10 đến 20 sao? Tiếp đi. Tiếp Ngộ chấm đến cái món này. Món này ăn sao nhỉ? Ngộ đoán cái món này là cái món pizza. Pizza. Ngộ sẽ cắt. Yeah. Đó. Rồi, Ngộ lấy Ngộ ăn thử. Anh nói đổi tên từ lúc nào vậy? Ngộ thằng nào vậy? Oh my god. Ê Thùy ơi, thấy mặt nhăn nhăn rồi. Chắc là thấy là gì rồi. Thấy này, xúc xích này là cái xúc xích không ngon à. Cái xúc xích này là nó không ngon. Còn cái mì tôm này thì Ngộ thấy nó giống y như mì tôm đó. Các nghĩ lấy mì tôm này làm thì là chuẩn rồi. Nhưng mà cái xúc xích này Ngộ thấy không ngon nha các nghĩ. Món này Ngộ cho 8 điểm rồi. Và tiếp theo là Ngộ sẽ chấm đến cái món hành này nha các bạn. Không phải hành anh ơi, trang trí thôi. Anh phải phân biệt được món nào món ăn chính nhá. Rồi. Thế là Ngộ sẽ ăn con tôm mà nó có quấn mấy cái sợi lằng ngoằng này nha. Đây, Ngộ ăn thử miếng nữa. Ăn hai miếng người ta còn ăn thật rồi. Ngộ thấy ăn rất là ngon. Ngon như nào? Tôm ngọt, tươi. Tôm sần sật. Ăn có thịt. Mì tôm thì dai. Giòn mà anh hai. Mì tôm Ngộ thấy giòn. Dai mà. Cả dai cả giòn bà ơi. Ok. Ngộ thấy món này ăn khá là trôi nha. Ngộ chấm cho món này được 10 điểm. Yeah. Rồi. Thì nói chung là tất cả các món thì cũng đều có cái vị ngon riêng. Thì Ngộ chấm xong rồi thì chắc Ngộ xin về chứ hả? Dạ ha. Để lại bọn em thử mà mất công bọn em làm cả chiều đến giờ. Ra anh về đi. Cái món tổng của mình giành chiến thắng này các bạn ơi. Ăn đi anh. Món của mình. Về đi anh ơi, về. Về đi. Hết rồi, hết cả bộ à. Cắt xe của Ngộ đâu? Ta còn cắt xe. Chấm bụng anh rồi còn gì. What? Về đi. Thôi ăn đi mấy chị ơi. Lần sau là Ngộ không có đến chấm điểm cho các chị đâu nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.